một đứa tầm 9 tới 10 tuổi và một đứa thì tầm 6 tới 7 tuổi. Và cũng như là nếu như mọi người xem qua camera hồng ngoại, mọi người cũng thấy đúng không? Và mình cảm thấy rất là tội nghiệp mọi người. Cho nên mình đã đồng ý giúp ba mẹ con đó để có thể được đi đầu thai siêu thoát. Cho tới ngày hôm nay mình vẫn chưa thấy gì về thông tin của thầy Hùng cả mọi người. Cho nên đêm nay một mình sẽ tự thực hiện để có thể đưa ba hồn ma này về địa ngục. Bằng cách là mình sẽ thực hiện gọi hắc bạch nhị vị lên để đưa ba hồn ma này đi. Tại sao mình lại không thực hiện nghi thức mở cổng địa ngục như lần trước mình đã từng giúp hồn ma sư cô đi về? Mọi người thấy là cái nghi thức mở cửa địa ngục đó nó có rất là nhiều lỗ hổng mọi người, và quỷ sứ ở địa ngục có thể đi lên. Cho nên đêm nay mình quyết định thực hiện nghi thức gọi hắc bạch nhị vị để đưa ba hồn ma đó đi nhé mọi người. Video tối nay như thế nào mời tất cả mọi người cùng đón xem. Trước khi xem video này, mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nhé. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đợi tới tối nay để thực hiện nghi thức nhé mọi người. Ok mọi người, thì mình cũng đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết để có thể thực hiện cho nghi thức tối nay. Phía trước mình đây đó chính là một bữa ăn chay mà mình đã chuẩn bị cho hồn ma ba mẹ con đó trước khi đi đầu thai siêu thoát nha mọi người. Thì tuy là bữa ăn này không nhiều nhưng mình hy vọng là sẽ giúp cho hồn ma ba mẹ con đó một phần nào cảm thấy ấm áp hơn và no đủ hơn mọi người ạ. Mình cũng đã chuẩn bị xong bùa để có thể gọi hắc bạch vô thường lên rồi mọi người. Nhưng trước tiên bắt đầu vào nghi thức thì mình sẽ thực hiện gọi hồn ma ba mẹ con lên để mà hưởng những của lễ mà mình cúng ở đây, cũng như là hỏi tên tuổi của người mẹ và hai đứa con để mình có thể tiện trong việc cầu siêu sau này, để có thể ba mẹ con được đi đầu thai siêu thoát nhanh hơn mọi người ạ. Bây giờ xin phép tất cả mọi người mình được bắt đầu vào nghi thức luôn nhé. Thật sự thì mình thấy tội cho hồn ma người mẹ một, nhưng mà mình tội cho mấy đứa trẻ tới 10 mọi người ạ. Cho nên là trước khi đi mình cũng muốn biết tên, biết tuổi của hai bé và cũng như là cả hồn ma người mẹ nữa, để khi mà họ về địa ngục xong, mình mỗi buổi chiều á, thì trong lúc mà mình qua đây cúng kiến thì tiện mình sẽ thực hiện cầu siêu cho họ luôn, để cho họ mau được đi đầu thai siêu thoát hơn mọi người ạ. Ok, bây giờ xin phép tất cả mọi người mình được bắt đầu kết ấn và thực hiện nghi thức nhé. Thank you.
Mình cũng đã kết ấn xong rồi mọi người. Bước tiếp theo mình sẽ thực hiện kích hoạt đèn lưu ly nhé mọi người. Tiếp theo mình sẽ khai mở con mắt âm dương nhé mọi người. Những lúc mà mình cúng như thế này nè mọi người, mình mới ngộ ra thêm được một điều nữa. Khi mà mình vừa mở con mắt âm dương ra thì mình mới nhớ cái điều này để mình nói cho mọi người nghe. Mình định kể cho mọi người nghe lâu rồi nhưng mà chưa có dịp để kể cho mọi người. Những lúc mà mình cúng như thế này nè mọi người, mình thắp hương mình cúng, nhưng nếu mà mình không cầu nguyện, không vái gian á, thì mọi người thấy không, đâu có linh hồn nào tới đây bất chợt để ăn đâu. À, ban đầu thì mình cứ nghĩ là chỉ cần mình để đồ ăn ở đó, thắp nhang thì hồn ma họ sẽ tới. Nhưng mà mình có biết không biết là cái trường hợp đó có ngoại lệ hay không. Nhưng mấy lần rồi mình bày ra như thế này, mình cúng, mình thực hiện chú gọi ma thì bắt đầu là những linh hồn mới tới để ăn. Chứng tỏ là khi mà mình cúng như thế này mà mình không đọc chú, không vái gian á thì họ sẽ không dám lại mọi người. À, cái đó là một kinh nghiệm nữa mà mình sẽ ghi nhớ lại mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ thực hiện gọi hồn ma ba mẹ con ra nhé mọi người. Tôi xin chào ba linh hồn. Ngày hôm nay cũng là đúng ngày hẹn mà tôi đã hẹn với ba mẹ con linh hồn. Thì hôm nay cũng đã là ngày Dậu, tháng Bính Ngọ. Ngày rất tốt để tôi có thể giúp đỡ cho ba mẹ con đi đầu thai siêu thoát. Phía trước mặt tôi đây đó chính là một bữa cơm chay mà tôi đã chuẩn bị để mà
cúng cho ba mẹ con trước khi đi đầu thai siêu thoát. Thì sau khi ba linh hồn ăn xong, tôi sẽ thực hiện gọi hắc bạch nhị vị lên để có thể đưa cho ba linh hồn về âm ti để mà đầu thai siêu thoát nhé. Mẹ con cảm ơn cậu nhiều lắm. Bây giờ thì ba mẹ con hãy hưởng những của lễ này đi nhé. Bây giờ mình sẽ đợi cho ba linh hồn hưởng những của lễ này nhé mọi người. Mình biết một điều là cái kiên cử nhất là nói một điều tội nghiệp với lại hồn ma. Nhưng mà thật sự là khi nhìn thấy hai đứa bé, mình cảm thấy rất là tội mọi người. Mình cảm thấy rất là tội luôn. Linh hồn có thể nào cho tôi biết là linh hồn tên gì không? Linh hồn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lúc còn sống là tôi 35 tuổi. Tôi hỏi để tôi biết khi mà ba mẹ con về âm ti rồi, tôi sẽ thực hiện nghi thức cầu siêu để cho ba mẹ con nhanh được đầu thai siêu thoát hơn. Còn hai đứa nhóc, đứa bên đây tên là gì? Tên là Phạm Văn Khang, 5 tuổi cậu ơi. Còn bé bên đây? Tên Phạm Thị Ngọc, 9 tuổi. Tôi nhớ rồi. Mình hỏi tên tuổi linh hồn để mà mình nhớ mọi người, để mình thực hiện cầu siêu cho họ nữa. Ba linh hồn đã hưởng của lễ xong rồi. Bây giờ tôi sẽ thực hiện nghi thức để mà có thể gọi hắc bạch gia lên và đưa ba linh hồn đi nhé.
Dạ, thì ra là vậy. Con định là thực hiện giúp cho ba hồn ma này xong, con sẽ thực hiện nghi thức để có thể truyền âm với thầy ạ. Rồi xảy ra chuyện gì rồi thầy? Có chuyện gì nguy hiểm không thầy? Dạ, con chúc thầy đi bình an à. Có chuyện gì thầy nhớ gọi cho con nhé thầy. Thiệt tình luôn, mình bị gì ta, mình bị lúng túng, mình nói tầm bậy mọi người. Có gì thầy Hùng về kiếm mình chứ, gọi thầy Hùng có điện thoại nó mà gọi cho mình ta. À, mà bị túng với mình nói tầm bậy tầm bạ. Còn chị Hạnh ơi, thật sự thì tôi cũng có biết chuyện này, đó chính là tự tử thì sẽ không đi siêu thoát được. Tôi có nghe chuyện này nhưng tôi muốn thử để xem là có giúp được cho chị hay không, nhưng ai ngờ đâu mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Nhưng như vậy thì cũng mừng rồi, hai đứa bé được đi về dưới để mà đầu thai siêu thoát thì như vậy cũng mừng rồi chị ạ. Còn bây giờ thì có lẽ chị hãy ở bên trong am thờ đi, rồi khi nào mà tôi tìm được cách tôi sẽ giúp chị đi đầu thai luôn nha. Chị có đồng ý với ý kiến của tôi không? Thì bây giờ chị cứ về am thờ đi. Thì từ ngày mai, ngày mốt và thêm một ngày nữa, trong 3 ngày liên tục, tôi vẫn còn nhớ tên của hai bé mà chị đã nói và tuổi của hai bé. Thì 3 ngày liên tục tôi sẽ thực hiện cầu siêu cho ba bé, để mà cho hai bé. Tôi xin lỗi chị, tôi bị lúng túng quá. Tôi sẽ thực hiện cầu siêu cho hai bé để có thể hai bé nhanh được đầu thai siêu thoát hơn. Bây giờ thì chị hãy về am thờ đi nhé. Tự nhiên cái mình gặp thầy Hùng cái mình bị rung mọi người. Mình không biết sao nữa. Tự nhiên là mình gặp thầy Hùng cái mình bị kiểu mình bị rung á. Rồi mình nói bậy bạ không à. Lúc nãy có hai con của chị đó mà mình nói là
ba đứa thiệt tình luôn. Rồi mình kêu thầy Hùng là có chuyện gì gọi cho mình nữa chứ, mình bị quen á mọi người, cũng như mình sống hàng ngày cái mình bị quen á, thiệt tình. Như là gặp thầy Hùng cái mình bị run quá mọi người ạ. Thì Hát Bạch Vô Thường cũng đã đưa con của chị Hạnh, lúc nãy chị cũng có giới thiệu tên rồi đó mọi người. Hát Bạch Vô Thường cũng đã đưa hai bé về địa ngục rồi. Cái trường hợp này Hát Bạch Vô Thường không biết làm sao để mà có thể gọi là nói cho mình hiểu hay sao á. Hai vị ấy đã thực hiện gọi thầy Hùng về, gọi thầy Hùng về mọi người, thì để nói với thầy Hùng là linh hồn của chị Hạnh á thì không có đi siêu thoát được, do là chị ấy tự tử mọi người. Mình không biết là hai đứa bé thì như thế nào, chắc tại là do hai bé đó không biết cho nên là tội không có lớn mọi người, cho nên là vẫn về địa ngục được. Thì bây giờ tạm thời là mình sẽ để cho chị ấy ở bên trong am thờ. Nếu như mà sau này mình tìm được cách giúp cho hai chị ấy thì mình tìm được cách giúp chị ấy thì mình sẽ giúp. Tự nhiên cái mình bị rung, tới giờ này mình còn rung luôn mọi người. Mọi người xem này, tới giờ này mà mình còn rung luôn. Tự nhiên lần này mình gặp thầy Hùng cái mình bị khớp khớp ta. Rồi lúc nãy mình có hỏi thầy Hùng về chuyện diễn biến của cái lũ quỷ đang kéo tới đây thì thầy Hùng nói là chừng nào thầy về thầy sẽ kể cho mình nghe. Thiệt giật tình là giúp được cho hai cái đứa bé đó thì cũng là một cái chuyện vui rồi mọi người. Mình cũng rất là vui khi mà mình giúp được cho hai bé đó đi đầu thai siêu thoát rồi. Còn chị Hạnh thì để từ từ mình sẽ tìm cách mình giúp chị ấy mọi người ạ. Mình cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã xem video này của mình nha. Nếu như mọi người thấy video này hay, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký và cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nhé mọi người. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video tiếp theo nha. Xin chào mọi người.